Em xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là phiên của ngày mồng 1 tháng 4, thì cũng là đầu tháng, để chúc các bác đầu tháng một có tháng mới thật là vui vẻ và bình an các bác nhé. Đấy, thì đầu video hôm nay, hôm nay em thì điểm qua các cái hàng hôm nay trên video em có. Thì hôm nay về đẹp lắm các bác ạ. Hôm nay em vẫn có hoàng nhạn các bác nhé. Hoàng nhạn đang có nụ để các bác có về để có thể chơi hoa. Đấy, nhạn 4N, nhạn mà lá xếp đang có nụ, và nhạn va am ba hàng đột biến các bác nhé. Và có hỏa hoàng cam, rất nhiều loại nữa, hải yến trắng này, trầm tím này, đấy, sơn thủy tiên, hoàng lạp, đấy, rồi là già châu như đang có nụ, rất nhiều loại đang có nụ, và cô đắt cô ki nhá. Và đặc biệt hôm nay em lên cô ki cho các bác để các bác có thể sưu tầm. Đấy, vì cô ki là thật sự là rất là nhiều bác ủng hộ em. Đấy, là cái dòng cô ki là cái dòng rất là đáng để chơi, đáng để sưu tầm các bác ạ. Đó, thì các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Thì hôm nay em cũng đã chia ra được các mã, các phần như này để cho các bác có thể chọn theo mã nhé. Thì đầu video đây em sẽ lên các cái mã của Koraki này. Đấy, Koraki của nhà em thì các bác không phải nghĩ về chất lượng luôn, hàng thuần vườn. Đấy, quá đẹp luôn các bác ạ. Đấy, hôm nay em chia ra được 4 mã. Đấy, thì thật sự là nhà em cũng có nhiều cơ, nhưng mà đây là do là nhà em nó chật lắm, nếu mà giải hết ra thì thật sự là không có lối đi luôn các bác ạ. Nên là em cũng chỉ những các cái mã này em cũng chỉ chia ra khoảng vài mã để cho các bác có thể chọn. Đấy, nếu bác nào muốn lấy thêm thì các bác cũng có thể gọi điện qua Zalo cho em, em có thể gửi ảnh cho các bác xem nhé. Đấy, chứ nhà em ở đây có được mấy chục mét vuông, giải hết ra thì thật sự là không còn lối đi luôn các bác ạ. Đây, đầu video em sẽ lên các cái mã của Koki. Lá xếp tầng rất là đẹp. Đấy, chất lá các bác đã nhìn qua trên màn hình đấy ạ. Úi giời ơi, thật sự với các bác là cái loại Koki này thì hoa của nó thơm, thơm nhức nách luôn các bác nhá. Nó thơm lắm. Nhiều bác bảo úi giời sao cái loại Koki nó lại thơm thế. Nó là một dòng dáng hương các bác ạ. Gần như là cái loại dáng Koki này thì nó là đẹp nhất, hoa đẹp nhất và thơm nhất trong các dòng của dáng hương các bác nhá. Đấy, đây em sẽ lên cái mặt hoa này các bác này. Đây, cái bông của Koki đây các bác này. Đấy, hoa của nó thơm lắm. Nó thơm cực kỳ luôn các bác nhá. Nên các bác nào chưa có cái loại này thì các bác có thể sưu tầm cho mình một chậu. Và cũng chuẩn bị đến mùa hoa rồi, cái Koki này hoa nó sẽ rơi vào khoảng tháng 6 các bác nhá. Tháng 5, tháng 6 gì đấy. Đấy, thì các bác có thể ủng hộ cho em để ủng hộ thêm cái mặt hoa cho nhà mình, cho vườn nhà mình nhá. Đây, mã 1 này, hai cây xếp mít này, rất là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, mã 1 em chia sẻ với giá là 500.000 cho mã 1 chậu 2 cây xếp nhá. Mã 2 này. Đấy, đẹp chưa các bác ơi? Đó, cây toàn bộ là hàng cây xếp, lá thì chất lá thì các bác không phải nghĩ luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Mã 2 500k. Mã 3 này. Mã 3 quá đẹp luôn, mã này thì 2 cây xếp vít và 2 cây này nó to hơn một chút này. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 550 cho mã 3. Đấy. Mã 4. Chất lá Koki thật sự các bác, nó đẹp kinh khủng. Không mấy khi có được lô Koki nó đẹp như này đâu các bác ạ. Đấy, bình thường lá nó rất là bé, lá nó lướt lắm. Đây, hàng của em hàng lá cứng nhá. Lá cứng như sắt luôn. Chất lá thì cái loại này nuôi rất là nở lá luôn các bác ạ. Nó không phải là như cái hàng hàng lá bé đâu. Đấy, mã 4 em chia sẻ với giá là 500k nhá. Đấy, bác nào lấy cái mã Koki nào thì chốt cho em. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, các bác mua về chỉ việc treo và chơi hoa thôi, hàng thì em đã nuôi thuần hết rồi. Đấy, các bác không phải nghĩ đâu nhá. Và chỉ có khi các bác chỉ bổ sung thêm cho em ít phân dê này, ok thôi ạ. Đó, đấy là Koki. Tiếp theo em lên trầm. Đây, trầm tím hôm nay em bán xả luôn các bác nhé. Xả cái giá rẻ để cho các bác, mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu cho là hết này. Đó, trầm tím rừng đang có nụ rồi cả nhà ơi. Đang có nụ nhá. Đó, thì em sẽ lên cái mã 1 này. Đây các bác này, nó đang nứt nụ hết rồi này. Đấy, nó đang nứt nụ hết rồi. Mã 1 em chia sẻ là 220 cho mã 1, chậu rất là to. Chậu này bình thường mỗi khi em bán 250 đấy. Hôm nay chia sẻ cho các bác với giá 220 nhé. Trầm tím, hoa cực kỳ thơm. Đấy, toàn các loại hoa thơm thôi, để lên chia sẻ đến các bác nhé. Các bác có thể sưu tầm cho mình. 220.000 cho mã 1. Mã 2 này, có một cái thân này siêu mập luôn này các bác này. To như ngón chân cái của em luôn ý. Không phải ngón tay cái nữa mà là ngón chân cái luôn. Cũng đang đứt nụ rồi nhé. Mã 2 em chia sẻ là 180. 180.000 cho mã 2. Mã 3 này rất là nhiều nụ này. Mã 3 này nhiều nụ lắm, chậu rất là dày, dày cây nhiều nụ. Mã 3 này em chia sẻ là 220. Mã 3 là 220 nhá. Mã 4, đây, thân rất là dài này. Đấy, thân rất dài luôn.
Mã 4 em chia sẻ với giá là 220. Mã 4 220 nhá. Đấy. Mã 5 thân cũng rất là dài luôn này các bác ơi. Mã 5 này. Mã 5 220.000. Đấy. Thôi, mã này em để cho các bác với giá 200. Bác nào lấy thì về chơi hoa luôn nhá. Mã này là mã 5 là 200. Mã 6. Mã 6 hôm nay chia sẻ cái giá để cho các bác là vừa bán vừa kỷ niệm luôn này. Cái này nó vận chuyển nó hơi bị gãy ngọn, nhưng nó vẫn ra hoa bình thường đây các bác nhá. Cái thân này nó vẫn ra hoa bình thường. Và các mầm bên dưới này thì vẫn rất là ok. Đây ạ, các bác nhìn này. Các mầm bên dưới này vẫn rất là ok nhá. Đấy, mã này thì hôm nay em thanh lý luôn cho các bác với giá là 140.000. 140.000 cho chậu trầm này. Bán giá thì rẻ hơn cả giá hàng cân luôn các bác nhá. Đấy, lùi thuần rồi. Đấy, 140.000 cho mã 6. Tiếp theo em lên tiếp một lô coqui, à một lô hải yến trắng, hải yến hoa trắng các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn ạ, hoa thơm không phải nghĩ luôn, đây màu hoa trắng tinh luôn ạ, cái hàng này để sưu tầm thôi các bác nhá. Đấy, số lượng có ít, các bác có thể sưu tầm cho mình những cái mặt hoa của hải yến hoa trắng. Đây các bác này, hoa của nó đây này. Đấy, hoa trắng tinh đó. Cái loại này thì nó ăn nắng cũng khá tốt các bác nhá, ăn nắng khá tốt đấy. Các bác có thể sưu tầm cho mình. Em hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 cho một chậu. Cây toàn bộ là hàng cây to. Đấy, cây to và đang có nụ các bác nhá, cây nào không có nụ em chưa bán. Đấy, cây nào mà có nụ rồi thì em sẽ chia sẻ đến các bác nhá. 220.000 cho một chậu. Đấy, toàn bộ cây to luôn, cây to hàng lá mít nhá, lá xếp. Đấy, hải yến hoa trắng nhá. Hàng đột biến hoa trắng. Đấy, 220.000 cho một chậu này, đẹp chưa? Ủa, có những chậu nó lại tuyệt vời như này. 220.000 cho một chậu ạ. Đấy, các bác có thể ủng hộ cho em một vài cây nhá. Tiếp theo em có vàng nhạn 4N. Đây. Trước tiên thì em sẽ lên một cái tác phẩm của lũa nhạn 4N đã. Hôm nay thì không có ai cầm cho em. Thì hôm nay em cứ quay này thôi. Cái lũa tác phẩm nhạn 4N này cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Hàng đã lui thuần rồi. Đấy, cây toàn bộ cây nào cũng đang có nụ luôn các bác nhá. Cây nào cũng đang có nụ và toàn bộ là hàng lá mít xếp. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy. Quay cho các bác xem nhá, cây toàn bộ cây to xếp mít thôi. Đây ạ, lũa nhá, lũa tác phẩm. Đây. Chật lá này các bác nhìn này. Tuyệt vời mặt trời luôn các bác ạ. Ôi giời ơi, lá to và dã man con ngan luôn. Đây nhá. Đấy, cái lũa tác phẩm này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 1.800.000 cả nhà nhá, 1.800.000 cho hoàng nhạn 4N. Đây các bác nào chưa biết cái mặt hoa của 4N thì em cũng có thể lên qua cho các bác xem. Cái nhạn 4N này thì em thấy như mấy năm về trước thì rất nhiều bác sưu tầm. Và đến như năm nay thì cũng vẫn rất nhiều bác muốn ủng hộ em cái loại nhạn 4N này các bác nhé. Vì bông của nó đẹp tuyệt trần luôn các bác ạ. Đó, bông to, thơm. Đấy, lưỡi tím các bác nhé, lưỡi tím. Đấy, nó là cái dòng lá mít xếp rụt. Đấy, bông to, bông của nó là bông to nhé. Đấy, em sẽ lên tiếp các cái mã. Cái tác phẩm to đấy thì bác nào lấy em để giá là 1.800.000. Còn em sẽ lên chia sẻ cả các cái mã vừa tiền hơn để các bác có thể sưu tầm nhá. Cái mã 1 này, lá rất là to đẹp nha các bác nhá. Lá này lá phải 5 sen đấy các bác ạ, 5 sen hoặc hơn đấy, 5 sen có dư đấy. Đấy, cây này thì nó bị mất ngọn nhưng nó đã lên ngọn mới đây rồi. Mã này hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá 320, rẻ nhất thị trường luôn. Bác nào lấy thì ủng hộ em nhá. Mã 1 320. Mã 2 này cây rất là dài đẹp này, cây toàn bộ cây nào cũng đang có nụ các bác nhá. Đấy, nên các bác yên tâm. Thứ nhất, cái hàng này có nụ là phải nuôi qua đến 1 năm, năm rưỡi, 2 năm bắt đầu mới có hoa để trưởng thành có hoa các bác ạ. Đấy, còn các bác mua cái hàng mới về là chắc chắn sẽ là không có hoa đâu. Hàng này hàng em nuôi thuần vườn rồi. Cái mã 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 cho mã 2 đang có nụ nhá, là mít. Mã 3 này, mã 3 cây này đang có một con này. Mã 3 470.000 cho mã 3. Cây rất dài lá mít các bác nhá. Mã 3 470. Mã 4 cũng đẻ một con này, cũng đẻ một con. Nhưng cái mã này nó hơi bị lứt một tí ở đây thôi, nhưng cây này rất là dài. Đấy, mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000. Đấy, là mã 4 nhá. Thế bác nào lấy hoàng nhạn 4N thì ủng hộ cho em. Tiếp theo em có trầm lá biên. Trầm tím lá biên thì hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 cho một chậu. Toàn bộ chậu nào cũng đang nứt nụ các bác ạ. Nó đang nứt nụ rồi nhá, 150.000 cho một chậu. Đấy, đây. Cứ đặt mã đi. Mã 1 này. Đấy. Mã 2 này. Đấy. Mã 3 này, đang nứt nụ hết các bác nhá. Mã 3, hai thân đang nụ luôn. Ba thân đang nụ.
Đấy, mã 3 150. Mã 4 cũng 150 nhá. Đấy, ba có thể lấy ủng hộ cho em ạ. Tiếp theo em lên hỏa hoàng cam. Hôm nay hỏa hoàng cam đẹp tuyệt vời luôn. Hôm nay em chia ra rất nhiều mã để các bác có thể chọn nha. Đấy, hỏa hoàng cam đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, đẹp tuyệt vời mặt trời các bác ạ. Nhìn những cái cây hỏa hoàng cam các bác nhìn này. Xếp vi luôn mà cây nhìn nó. Nói chung là các bác nhìn đã thấy đẹp rồi. Chơi lá cũng đã thấy đẹp rồi, chưa nói đến chơi hoa các bác ạ. Đấy, hỏa hoàng cam. Hàng tốt, toàn bộ là hàng đang có nụ các bác nhá. Đấy, hoa của nó đây này. Tuyệt vời. Đấy. Màu rực rỡ luôn các bác nhá. Và hôm nay em nhặt ra toàn những cái bảng đẹp thôi để chia sẻ đến các bác. Các bác có thể ủng hộ cho em những cái mã nào mà các bác có thể thích nhá. Cái mã 1 này, cây to chưa? Đấy. Đây em treo đây này. Đây, mã 1 này. Đẻ rất nhiều con cây xếp nhá các bác nhá. Đấy, đây ạ. Mã 1 em chia sẻ với giá là 450.000 cho mã 1 này. Đấy. Mã 2. Nhiều cây mẹ con các bác nhá. Nó là nhiều cây mẹ con lắm. Đây các bạn này, em quay nó không được rõ. Chứ còn thật sự nó rất là to luôn ý. Đấy, mã 2. Rất nhiều mẹ nhiều con, em chia sẻ 450. Đấy. Mã 3. Toàn bộ giày nào cũng đang nhiều nụ rồi các bác nhá. Mã 3 này to lắm này, nhiều con này. Đấy. Mã 3 450. Đấy. Mã 4. Mã 4 cũng vậy, rất là to đẹp, 450.000 cho mã 4. Mã 5 này. Mã 5 một búi siêu to, rất nhiều con. Đấy, đây các bác nhìn này. Đấy. Mã 5 450. Mã 6 nụ nhung nhúc luôn các bác này. Mã 6 này 450.000. Đấy. Mã 7. Đây, cây to dài chưa các bác ơi, đẹp chưa? Mã 7 450.000 cho mã 7. Mã 8. Đây, rất là dài đẹp nhá, 450. Bác có thảo, bác là có thể sưu tầm tỏa hoàng cam thì có thể ủng hộ cho em nhá. Tiếp theo em có một cái giò hoàng lạp lẫn sơn thủy tiên. Cái giò này hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000. Rất nhiều lụ đây các bác này, nó đang ra đầy lụ đây này. Đấy, đều đầy lụ luôn. Hàng thuần lâu năm nhá. Cái giò này em chia sẻ cho các bác là 270.000. Đấy, to vật dã luôn. Đây em có hỏa hoàng cam hàng rừng, nuôi thuần rất là lâu này. Đấy, và cây nào đa số cũng đang có nụ luôn. Cái này thì em chia sẻ đồng giá là 250.000 cho một trụ nhá. Hôm nay chia sẻ 250.000 một trụ. Mỗi trụ là phải tầm mười mấy cây. Đấy, nhiều lụ lắm này các bác nhìn này. Đấy, 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 bao nhiêu lụ luôn này. Từ cây bé này cũng lụ luôn này, đây này. Đấy, cây bé cũng lụ luôn nhá. 250.000 cho một trụ. Đấy, bác nào lấy hỏa hoàng cam để chốt cho em. Tiếp theo em lên đây. Nhạn va em 3. Nhạn đột biến hoa vàng lưỡi trắng. Cái loại này thì có ít thôi các bác nhá. Nó là cái loại có ít thôi. Cái mã 1 của cái nhạn va em 3 à, đây em sẽ lên cái hoa cho các bác có thể xem đã. Đấy, loại nào cũng có thể lên hoa cho các bác. Nếu các bác ưng cái loại nào, mặt hoa nào thì các bác có thể ủng hộ cho em. Đây, hoa nở tại nhà này các bác này. Đấy, bông vàng lưỡi trắng nhá. Hàng đột biến đấy ạ. Hoa trắng tinh. Đấy, thì cái mã 1 này em chia sẻ chậu 2 cây này. Toàn bộ cây nào cũng đang có nụ nhá. Mã 1 650. Đấy, mã 2 cũng 2 cây xếp đẹp này. Mã 2 650. Đấy, mã 3 cũng 650.000. Đấy, 650. Các bác có thể sưu tầm nhá. Tiếp theo em có một cái giò. À, em có mấy cái giò của giải hạt châu Như. Đây, cái giò này rất là nhiều mầm gốc này. Rất nhiều mầm gốc. Cái giò này thì em đếm được khoảng mười mấy cái lụ ấy. Mười mấy cái thân hoa nhá. Đây, mầm thì lên chi chít, không phải nghĩ luôn, tím lịm luôn này. Đấy, cái giò này bác nào lấy em để với giá là 350.000. Có một giò thôi ạ. Có một giò giải hạc châu Như các bác nhá. Giải hạc châu Như hoa thơm lắm. Thơm lắm luôn mà tím lịm luôn nhá. Lụ tím lịm luôn. Và các cái dề này hôm nay em chia sẻ là 250.000 cho một dề. Đây các bác này. Thân rất là dài, lụ chi chít chì chịt luôn các bác ạ. Đây các bác ơi, nó vẫn chưa to, em quay chỗ này nhìn nó không rõ. Đây các bác này, lụ chi chít chì chịt luôn nhá, mầm lên đẹp không? Đó, 250.000 cho một dề. Đấy, bác nào lấy dề hạc châu Như thì chốt cho em là 250 cho một dề nhá. Đấy, thì thời lượng video của em đây là kết thúc nhá. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp với số điện thoại 0394547221. Em xin chào các bác ạ.